Chúng ta xem xét giải quyết cái bài toán sự liên tục đều của cái hàm f(x) bằng sin x bình. Thì cái ý tưởng giải quyết thì mình cũng dùng ý tưởng như cái việc chứng minh cái hàm g(x) bằng x bình không phải là hàm, nói chung là hàm liên tục không liên tục đều á. Thì chúng ta có x nè, chẳng hạn xn đi, bằng n đi, yn nè, rất là gần với xn, yn bằng xn cộng 1 phần n, khi n đủ lớn ha, ta có xn, yn sát vào nhau, nhưng mà chúng ta có yn bình phương nè, trừ xn bình phương nè, thì nó không mà gần nhau ha, thì nó sẽ bằng là khai triển rút gọn thì nó ra bằng 2 nè cộng cho 1 phần n bình nè. Thì lấy trị đó luôn ha, hiện nó lớn hơn 2, nó dương rồi, lớn hơn 2 nè. Chúng ta lấy x, n, y, n nè, gần nhau một cách tùy ý luôn, nhưng mà x, n bình trừ y, n bình nè, thì nó luôn xa nhau, luôn hiệu này luôn lớn một thằng số với mọi n lớn bằng 1 ha. Đây là ý tưởng chứng minh cái hàm gx bằng x bình không liên tục đều ha. Thì chúng ta chú ý đến cái mệnh đề sau, nó cũng là cái công cụ để đưa chúng ta đến cái cách chứng minh hàm số không liên tục đều ha. Mệnh đề. Cho cái hàm số F xác định trên trên đây là một tập con của tập số thật. Giả sử tồn tại hai cái dãy số x n y n đều nằm trong D khoảng thứ nhất, giới hạn của xn hai dãy này hội tụ bằng giới hạn của yn, hoặc là đơn giản là chúng ta không cần, nhầm, không phải là giới hạn của xn bằng n, mà là giới hạn của xn trừ n bằng không nè. Nhưng chúng ta có giới hạn của fxn trừ gfyn, chỉ đó nó luôn ha, đó là một số các không bằng số l dương ha. Nào. Nếu có được điều này ha, thì đó chúng ta kết luận là f không liên tục đều nên. Ta sẽ sử dụng cái mệnh đề này để chứng minh cái hàm fx bằng sin x bình không liên tục đều ha. Cái việc cái hàm số này nó liên tục và bị chặn thì nó đơn giản ha. Bắt đầu giải ha. Hàm này là một cái hàm số sơ cấp nên chúng ta có nó liên tục rồi ha. Thì f là hàm số sơ cấp. Và xác định trên tập số thật thật. Nên F liên tục trên tập số thật. Viết tắt chữ trên ha. Và chúng ta dễ thấy là hàm này bị chặn ha, chỉ đối với biết nè. Chỉ nhận thấy nó nhỏ bằng 1. Cái mỗi thuộc tập số thật. Dẫn đến F bị chặn trên tập số thật. Tiếp đến chúng ta chứng minh nó không liên tục đều ha, ta dùng cái ý tưởng bên trên và chúng ta cũng sử dụng cái giải tương tự như thế này ha. Chúng ta sẽ dùng cái con thay vì n để cho tương tức là hàm sin này ha, ta dùng căn n bi, căn n hay bi ha, xét hai dãy số. Ít n y n
n thì bằng căn bậc 2 2n y nè. N bằng xn cộng 1 phần 2n. 4 căn bậc 2n với mọi n lớn bằng 1. Thì chúng ta dễ dàng thấy được rằng giới hạn của xn trừ n là giới hạn của trừ 1 phần 4 căn bậc 2 n, dễ dàng thấy bằng 0. Nhưng mặt khác chúng ta thấy giới hạn của f x n trừ f y n thì đó luôn ha, trừ f x n trừ f y n. Nhớ rằng là f x n á, tức là sin x n bình á, thì là sin 2 n bi nó bằng không rồi ha, thì nó bằng giới hạn của sin xn bình là 2n bi cộng cho căn bi trên 2 ha, hay là AB cộng 1 phần 16 n, thì cũng chính là giới hạn của sin căn bi trên 2 cộng cho 1 phần 16 n. Thì giới hạn này bằng sin căn bi trên 2 ha. Nhiên nó là một số khác không, số cực dương nè. Từ điều này chúng ta đủ kết luận là cái hàm f của chúng ta không liên tục điều chỉnh trục tương thuận. Lưu ý rằng nếu chúng ta thấy cái mệnh đề trên, thấy khó chịu với cái mệnh đề trên, thì chúng ta chỉ cần dùng phản chứng, rồi chúng ta tức là chúng ta giả sử f liên tục đều, sau đó chúng ta dùng các cái dãy số này để chúng ta chứng minh nó không liên tục đều ha. Chúng ta dựa vào định nghĩa sự liên tục đều và sử dụng các cái dãy số này, chúng ta dẫn đến điều mâu thuẫn. Nếu chúng ta không muốn dùng trực tiếp cái mệnh đề trên thì chúng ta giả sử f liên tục đều, rồi sau đó chúng ta viết ra định nghĩa, rồi chúng ta sử dụng cái dãy số này để suy ra điều vô lý ha. Các bạn xem lại một lần nữa. Cũng không quá khó khăn đâu ha. Chúng ta kết thúc ở đây ha.